Rồi, chào toàn thể các bác nhá. Đến hẹn lại lên thì hôm nay là ngày 26 tháng 7 năm 2024. Em tiếp tục lên cho bác những cái clip mới nhá. Thì hôm nay thì vẫn như thường lệ là sẽ lên cho bác cái lô máy cắt cỏ, nó sẽ gồm rất là nhiều những mẫu khác nhau. Thì những cái mẫu này thì đa số là những cái máy thì bên em đã dọn đổ rất là ok rồi. Nói chung là các bác về sẵn là xài luôn thôi. Đấy, bác nào lấy thì bên em sẽ lắp cho đầy đủ đồ nhá. Tay lái, đầu bò, chấn cỏ, dây ga, cỏ ga, nói chung đầy đủ hết cho các bác về sẵn xài luôn. Giá thì bên em bao cho bác nói chung là nó rất rẻ, nó chỉ xấp xỉ hoặc là ngang bằng với cái giá thợ thôi. Đấy, thì em giới thiệu qua cho bác cái lô máy ngày hôm nay để các bác tiện theo dõi nhá. Cái lô hôm nay thì nó rất là nhiều máy hệ luôn. Đấy, em giới thiệu qua này. Ví dụ có một con máy Mazuyama Balo siêu đẹp luôn, con này siêu mới luôn, mới 9%. Một con máy Balo TL26. Một con Echo có đề siêu mới. Đấy. Rồi là một con máy lớn là con Echo 281, một con TL261, một con Mazu siêu mới, một con TL231, một con Tanaka 25 nòng 34, một con máy Mazu siêu mới, Talaka siêu mới luôn, rồi là một con Talaka tổ ong, một con máy hàng hệ là con TH26, một con Mitsu TB24, rồi là con Echo 253. Đấy. Echo 235. Nói chung là nhiều hệ lắm. Thì côm đà này. Đấy. TL23, nói chung nhiều nhá. Đấy, cái lô này em sẽ đi vào chi tiết cái lô máy này. Để tí nữa thì em sẽ đi vào chi tiết cái lô máy này để bác chú ý theo dõi nhá. Cái lô máy này hôm nay nó rất là đẹp. Đa số là toàn là những máy nổ ok ngon lành hết rồi. Giá thì nói chung là bao cho bác thì nó rất rẻ. Đấy. Nó chỉ ngang bằng với giá thợ thôi. Nên là bác chú ý theo dõi nhá, sẽ lựa chọn cho mình con máy nó ưng ý. Thế còn bác cần loại máy gì thì cứ liên hệ bên em nhá. Đây bên em máy đây, bác nhìn máy rất là nhiều nhá, rất là sẵn. Đây. Đây này. Đây, đây kia nó kìa. Đây mấy cái lô máy rẻ rẻ cái độ vài trăm nghìn cây thôi. Thế bác cần loại máy gì thì cứ liên hệ bên em. Đấy. Đấy, ok này. Đây nữa này. Đây này. Đấy. Lô Mazu mà giếc siêu đẹp luôn. Đấy mai soạn cho cái ông anh kia đó. Đấy. Đây nhá. Nói chung là cứ van vãn máy là bên em lại về máy mới là nô mới. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm nào cũng có máy mới. Đây này. Đó. Kia đó. Đó. Rồi kia nó ít ba lô. Đấy. Ok nhá. Thì nói chung là bác thợ cần loại máy gì thì cứ liên hệ bên em. Thì bên em tính giá tốt cho. Giá thì bao cho bác là giá cạnh tranh. Đấy, cạnh tranh. Nhưng mà bên em sẽ làm cách nào đấy bên em sẽ làm cho bác đủ đồ nhá, sẵn kỹ càng cho bác nên bác hoàn toàn yên tâm. Đấy. Ok, thế còn phần đầu chương trình thì bao giờ thế thì bên em cũng sẽ dành một ít thời gian là giới thiệu cho bác về cái sản phẩm chè của địa phương nhá. Bởi vì chỗ em có một lợi thế rất lớn đó là đất chè các bác nhá. Thì bác thể search trên mạng địa chỉ là ở Phú Thành, Lạc Thủy, Hòa Bình, có nông trường chè Sông Bôi. Thì chỗ em là cả một cái nông trường chè rất là rộng lớn nhá. Chính vì thế là các bác mua chè chỗ em là được cái giá gốc luôn, không qua trung gian. Giá thì bao cho bác là rẻ nhất trên thị trường luôn nhá. Nói chung là không một nơi nào có thể cạnh tranh được với cả đất chè các bác nhá. Đấy. Chè chú em thì nó là giống chè tuyết thơm bác này, bụi mọc cầu rất là ngon luôn. Đấy có thể quan sát. Đấy. Cái chè này thì bên em bao cho bác 100% là chè mới nhá, không phải chè cũ. Nên là các bác mở bao bì chè ra nó sẽ có vị thơm, là đặc trưng của chè mới. Riêng là chè cũ là không bao giờ thơm, nó bác lưu ý nhá. Đấy. Thì chè bên em uống sẽ là nước xanh, vị thơm. Lúc đầu các bác uống thì chát, sau nó sẽ ngọt nhá và níu hương. Đấy. Thì chè là thức uống thì rất là quen thuộc và phổ biến bác rồi. Nên là bác có thể là mua uống thử, đảm bảo các bác sẽ rất hài lòng. Thì chè bên em thì có những cái loại như sau này. Loại thứ nhất là loại 130.000 một ký. Loại thứ hai là loại 170.000 một ký. Và loại thứ ba là 200.000 một ký các bác nhá. Thì bên em sẽ ship từ 1 ký trở lên. Bác nào mà mua từ 1 đến 3 cân thì phí ship của nó rất là rẻ thôi, chỉ từ 26 cho đến 35.000. Đặc biệt bác nào mua số lượng nhiều trên 2 ký bên em bao ship luôn nhá. Trên 2 ký nó áp dụng với loại chè 130.000. Thế còn bác nào mua loại 170 và 200 thì từ 1 ký đổ lên là bên em đã bao ship rồi. Nên là các bác không phải lo về chuyện phí ship nhá. Đấy, bác nào mua máy mua chè thì bác liên hệ theo số thứ nhất này. Thế còn bác nào mua chuyên về chè, đặt hàng về chè hoặc là cần tư vấn kỹ hơn về các loại chè thì bác liên hệ theo số thứ hai là số chuyên về chè. Đấy thì bên em chỉ có hai cái đầu số này để chốt đơn cho bác thôi nhá. Mọi số khác điện cho bác đều là không phải. Đấy, dạo gần đây thì có một số bác phản hồi ánh là có một số cái số khác là điện đến cho bác để gạ mua chè. Đấy, hoàn toàn bên em khẳng định là không phải bên em. Đấy, thì bên em chỉ có hai cái đầu số đấy thôi. Đấy,
nên là các bác lưu ý nhá, tránh phải mua phải hàng kém chất lượng. Ok. Thì ngoài cái việc bán hàng nghĩa địa Nhật nhá, thì bên em còn bán cả hàng mới nữa. Hàng mới của bên em thì nó rất là phong phú và đa dạng, nhiều loại máy khác nhau. Thì những cái mẫu máy mới này thì bên em đã bán từ cách đây rất là lâu rồi, nên là các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng, nó xài là cực kỳ ok, cực kỳ ngon. Đấy thì em sẽ đem và đi vào chi tiết luôn. Thì những cái mẫu máy mới này thì toàn là những cái mẫu máy công suất lớn thôi, chủ yếu dành cho bác về phát cước. Nói chung phát cước là bao ngon luôn cho bác luôn. Đấy. Thì em đi vào chi tiết luôn một số mẫu máy mới. Máy mới này là mẫu đầu tiên là mẫu CX35. CX350 hàng này là máy 4 thì này, các bác dùng xăng không thôi, không phải pha nhớt gì cả, rất là tiện luôn. Đấy, thứ hai là cái thằng 4 thì này công suất nó rất là khỏe. Đấy, nòng piston nó lên tới 39 ly cơ, khỏe lắm. Đấy, xài bố cuốn lớn này. Đấy. Thì cái thằng 4 thì này nó có đặc điểm nữa là nó rất nhạy lổ nhá. Thì kể cả bác để lâu đến mấy thì nó rất nhạy lổ. Thì cái thằng này thì bên em bán rất là nhiều cái dòng này và rất là lâu năm nên mà hoàn toàn yên tâm nhá, chất lượng xài ok. Đấy, thì cái mẫu này thì em để cho bác mức giá thì vẫn như mọi khi thôi. Thì giá của nó là 1.600.000 bao ship nhá. 1.600.000 bao ship cho cái mẫu 4 thì này. Đấy. Sử dụng tay ga bóp phụ kiện đầy đủ đi kèm. Đấy, ok, bao ship luôn. Rồi tiếp theo mẫu thứ hai này. Mẫu thứ hai thì nó là mẫu Toshizo nhá. Cái Toshizo này. Toshizo 541. Thì cái hàng này thì bên em đã bán từ cách đây rất là lâu rồi mà bán dòng này rất là chạy luôn. Thì bác có phản hồi là cái dòng này là ăn rất là ít xăng và dùng rất là bền. Cái mẫu này thì công suất của nó là lên là trên 40cc và bi tông của nó cũng là 40 ly. Đấy, thằng Toshizo này là nó sử dụng chế duy sinh nhá, là một chế hãng chế rất là nổi tiếng nhá. Đấy, duy sinh này. Côn thì côn số này, mâm nửa là của hãng Aibu nhá, Aibu điện rất là nổi tiếng. Thì cái thằng này là nói chung là mức độ ổn định của nó rất cao. Đấy, thì mọi thứ nó làm đều cực kỳ dày nhá. Đây bác nhìn xem. Đây này, những cái nhôm tay cầm nó đều rất dày xịn sò luôn. Đấy, 2 ly luôn. Đấy, nhôm ống cần cũng thế luôn. Thì cái thằng này thì em vẫn để cho bác mức giá thì vẫn là quen thuộc thôi. Nó vẫn là 2.250.000 bao ship. 2.250 bao ship các bác nhá. Đấy. Ok. Rồi, thì em đi đến hai cái mẫu tiếp theo. Hai cái mẫu tiếp theo đó là hai cái mẫu thuộc phân khúc hàng máy cao cấp nhá. Đấy. Mẫu tiếp theo cũng là cái mẫu này. Mẫu này cũng là Toshizo nhưng mà bản này là phiên bản nâng cấp. Phiên bản nâng cấp của cái thằng này là Toshizo này, thằng này cũng là Toshizo này. Nhưng mà thằng này nâng cấp hơn ở chỗ là nó có chữ VIP đây. VIP ở đây không phải là chữ mà nó là nâng cấp ở bộ chế. Thằng này là sử dụng bộ chế hòa khí quan bờ rồ luôn. Đấy, quan bờ rồ đây. Xịn sò luôn. Đây. Nói chung là quan bờ rồ xịn nhá. Đấy. Rồi là côn thì vẫn là côn số bình thường, mâm lửa vẫn là Aibu. Có nghĩa là thằng này nó nâng cấp ở bộ chế này, sử dụng bộ chế Nhật luôn, quan bờ rồ tiết kiệm xăng. Đấy, nên nó đắt hơn so với cái thằng này là 400.000. Thì thằng này giá của nó là 2.650 bao ship. Thì công suất của nó vẫn là trên 40cc và bi tông cũng là 40 ly, hàng cao cấp nhá. Đấy, là phiên bản nâng cấp. Rồi, thế còn mẫu tiếp theo thì là cái mẫu rất là quen thuộc bác rồi. Nó là cũng thuộc phân khúc hàng máy cao cấp luôn. Thì thằng này nó là thằng Hu Thái Lan. Hu Thái Lan thì chắc là nhiều đơn vị họ cũng bán rồi nên bác biết rồi. Thì cái mẫu Hu Thái Lan 145R này là sự bít tông của nó là 41 ly. Nói chung hàng này thì rất là nổi tiếng rồi. Thì cái thằng này thì nó sử dụng chế là One Bro. Thì vẫn là One Bro nguyên bản là chế xịn rồi. Côn Nhật luôn. Côn Nhật SIS. Rồi là Buji Nhật luôn. Thằng này Buji Nhật luôn. Và nòng của nó là nòng 9TH. Đấy, 9TH hay là TH9 gì đấy. Rồi là cái ga bóp của nó như này, dạng điều chỉnh thì rất xịn sò. Đây, nhôm tay cầm là loại dày. Thì cái thằng này giá của nó là em để cho bác mức giá là 2.950 bao ship nhé. 2.950 bao ship. 2.950 bao ship. Rồi. Thì xong cái phần máy mới và mấy cái máy mới nhá. Thì em di chuyển luôn đến cái phần máy bãi đi. Hôm nay thì cái lô máy của nó tương đối là nhiều. Chính vì thế là em sẽ đi vào chi tiết luôn. Cái lô hôm nay sẽ là lô hôm trước là lô nó H nhá, EAFGH. Thì hôm nay là nó Y. Y cái mấy cái máy này thì nó đều là xuất xứ của nó thì là đều là hàng Nhật bãi các bác nhá. Hàng Nhật bãi nhưng mà chất lượng của nó là còn rất là ok. Đấy, thì về Việt Nam thì bên em đã cho là dọn nổ xử lý xúc rửa bình xăng con các kiểu ok chạy ngon này hết rồi. Nói chung các bác về sẵn xài luôn thôi. Đấy. Thì giá thì nói chung bên em bao cho bác là nó rất rẻ, nó chỉ xấp xỉ hoặc là ngang bằng với cả giá thợ thôi. Đấy, giá thì nói chung các bác không phải suy nghĩ.
Thế còn chính vì nó quá rẻ nó bằng giá thợ rồi, lưu ý là mấy cái máy bãi này bên em lại chưa bao ship nhá. Và phí ship của mỗi cái máy này thì nó là 50.000 một cây, nó cũng rẻ thôi. Đấy, phí ship của mỗi máy này là 50.000. Thế còn bác nào mà muốn lấy thêm bộ phụ kiện thì bác cũng thêm vào 50.000 nữa. Đấy, tổng cộng nó sẽ phát sinh lên khoảng 100.000. Đấy. Thì bác nghĩ đơn giản đó là 50.000 tiền phí ship và 50.000 tiền phụ kiện. Phụ kiện thì bao gồm mấy món là dao, dây đeo, tim ở buji, một cái lúc răng vặn ốc với cả một cái bát cước. Đấy, cũng như các nơi họ bán cho bác thôi. Nên là bác hoàn toàn yên tâm. Đấy. Thế thì em sẽ đi vào chi tiết luôn này. Thì đầu tiên thì vẫn là mấy cái mẫu cho bác về gọi là nghịch chơi chơi hoặc là dọn máy hoàn toàn có thể dọn nhá. Thì hôm nay là nỗ y. Y thì có con đầu tiên là con Tanaka. Con này rất đẹp luôn này, Tanaka này, 20cc. Đấy, con này là bình xăng rất trắng đẹp nhá. Đây này, chế ngang ngang luôn. Đấy, con này thì các bác về tự dọn nhá. Tự dọn cái con này thì về nó còn rất mới nhá, bác nhìn này, hình thức máy đây này. Đây này, nhìn nó con này sử dụng cần câu nhá. Mà cần câu của nó nhìn nó rất mới này bác này. Đây này, đấy, năn êm luôn này. Đấy. Còn rất mới nhá. Mà cái con này khỏe nhá, khỏe mà đời nó cao đấy. Nó đời IC đấy, chứ không phải vít nửa vít niếc gì đâu. Nếu bác hoàn toàn yên tâm nhá. Đấy. Con này này, mà chế ga ngang luôn này, bình xăng nó chỉ đặt trên thôi. Còn nó là sử dụng chế ga ngang nguyên bản luôn. Thì bác về dễ dọn con này nhá. Con này sử dụng cần câu đấy bác này, cần cong cong. Đấy, cần câu nhá. Đấy. Con này thì hơi thì quá ngon này, không phải suy nghĩ, hơi. Rồi, dây giật trắng tinh. Đấy. Đấy, con này hơi dập dập chỗ cái vỏ chỗ này một tí này bác này. Đấy, bác về mình đắp lại nhá. Cái này thì bên em không có bình đâu. Đấy, cái này đắp lại này. Là ok, đang ngon. Xúc rửa bình xăng con này, con này quá mới. Đấy, ngon nhá. Đấy. Thì con Y1 này thì em tính cho bác à. Đấy, con này thì Y1 này. Y1 con này cho bác về tự dọn nhá. Y1 con này tính cho bác 300, các bác về tự dọn. Đấy. Thì bác sẽ thêm 50.000 phí ship đấy nhá. Đấy, có phải tự dọn. Bao hơi bao điện cho bác luôn, nhìn còn mới này. Đấy, nhìn mới lắm. Đấy, Tanaka. Nói chung là cái này về dọn nên mình phát chơi chơi dưỡng. Đấy, nhìn nó có rất mới các bạn, con này khỏe nhá, 20cc luôn này. Đấy. Ok. Và tiếp theo này. Tiếp theo em có một con máy này công suất lớn nhá, máy to. Đây máy to cho bác này, khá là nặng luôn. Đây. Thì con này nó là con Echo nhá, Echo 281. Con này 28cc này. Đấy, nó bình xăng trên, nó bình xăng nhìn khá là trắng luôn. Nó nhìn này, bình xăng trắng này. Cái này chỉ là bụi bẩn nó dính vào thôi. Đấy. Trắng nhá. Đấy, đây. Đấy, tum này, tum to, tum sắt này. Đấy. Đấy, 281 mới in ra bàn nhá. Đấy. Đây này, nói chung là máy to lắm. Đây này, to khủng bố luôn. Cái này nó bẩn nó dính vào thôi. Đấy. Thế còn là cần của nó cũng là cần xoay này, cần xoay ngon này. Đấy, lưỡi của nó đầu gò đầu biếc của nó này, lưỡi của nó này. Đấy, nhìn nói chung ok, năn êm luôn bác này. Đấy, đấy con này các bác về tự dọn nhá. Con này máy khỏe. Máy 28 đấy. Đây hình thức máy nó đây này. Đây quay hình thức máy đây này. Đấy. 28cc nhá, khỏe. Hơi nó ngon nhá. Con này hơi rất ngon luôn. Đây. Quay cho xem. Đấy. Hơi ngon lắm. Hơi tuyệt vời luôn nhá. Đấy, con này hơi ngon. Đấy, máy khỏe hơi ngon mà hiệu Echo luôn. Đấy, Echo các bác về dọn con này thì đúng là dùng thì không biết bao giờ mới hỏng nhá. Đấy. Thì con Y2 này. Con Y2 con này tính cho bác 900k thì bác về tự dọn nhá. Đấy. Máy khỏe 28cc. Rồi. Đến hai cái con cho bác về tự dọn nhá. Thì còn đâu là di chuyển đến mấy cái con này là nổ ngon ảnh hết rồi. Các bác về sẵn sài luôn thôi. Đấy. Thì con tiếp theo là con Y3 thì là cái con máy ZOB. Nó gọi là ZOB thôi nhưng mà máy này thực chất của nó là máy Mitsu nhá, Mitsu TL201. TL20 Mitsubishi ấy. Con này thì tình trạng của nó là nguyên bản 100% luôn. Đây, chế tay đổ này. Tiết kiệm xăng, đấy. Khá là ok nhá. Đây. TL20 201 này. Đấy. Đây, tay lái, tay liếc của nó đây. Đấy. Con này thì nổ ngon lành, nổ rất đanh luôn. Đấy. Đấy. Ngon nhá. Đấy, các bác phải xài luôn thôi, không phải suy nghĩ gì nhá. Đấy. Quá ok. Đấy là mới xù bền lắm. Đấy. Con này con Y3 nhá, con Y3 em tính cho bác à. Con này 950 cho bác về tự dọn à, về dùng luôn rồi nhá. Thì bác sẽ thêm cho em 50.000 tiền phí ship này.
và 50.000 tiền phụ kiện. Thì phụ kiện thì gồm mấy món là dao dây đeo tip mà buji, một cái lúc dao quặn ốc với cả một cái bắt cước, thì cũng như 5 món như các nơi của bác đấy. Thế còn trường hợp bác nào mà nhà có phụ kiện rồi thì bác không cần phải thêm mua phụ kiện thêm nhá, bác chỉ cần thêm 50.000 phí ship thôi. Ok đấy, ngon nhá. Đấy, tiếp tục i3 này, i4 này. i4 thì em lên cho bác một con thuộc dòng siêu VIP rồi. Con này thì là cái con Mitsu TL201, TL26 nhá, 261 luôn chứ không phải 26. Đấy, 26. TL261. Đấy, chế thì One Brazil ne đỏ hai kim. Phụ chế siêu VIP luôn. Đấy. Con này bẻ bình xăng dưới thì thay bình xăng mới này, nhưng mà loại dày luôn này, loại dày đẹp nhá. Đấy. Thì con này là TL. Đây. TL này. Đấy. Hình thức máy ok. Đây. TL261 đây. Đấy. Dòng này thì rất nổi tiếng thì bác biết rồi. Đấy. Thì mai em sẽ thêm cho bác một bên tay cầm nữa là ok. Đấy. Con này thì lổ rất ngon nhá, lổ rất ok luôn. Đây, quay cho bác xem. Đây. Hơi quá ngon luôn. Đấy, ngon lắm. Đấy, cực cực cực. Con này ngon nhá, chạy êm lắm. Đấy, con này hơi tuyệt vời luôn. Đấy, ngon tuyệt vời nhá. Con này ngon đấy. Con này được đấy. Ok. Bao ngon. Rồi, thì con này là Mitsu TL261 nhá. Con i4. i4 này. Con này tình trạng là nguyên bản nguyên zin 100% nhé, chưa bung chưa sửa chữa gì đâu. Con này tính cho bác 2.1 triệu. Đấy. Thì bác sẽ thêm cho em 50.000 phí ship và 50.000 phụ kiện vào nhá. Đấy. Nào ok, tổng về nhà 2.2 triệu. Rồi tiếp tục này. Em lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác một con thuộc dòng Mazuyama này. Con này tình trạng là rất còn rất mới nhá. Đây bác để từ xa. Con này phải quay kỹ cho bác vì con này mới lắm. Con này là con Mazuyama, Mazu 23 luôn. 23cc nòng 32. Con này về mà dây giật nó còn trắng tinh luôn. Đây bác thể quan sát này, dây giật thì trắng này. Đấy. Trên nó còn lưỡi à, quay tít mù luôn kìa. Đấy. Bác thấy không? Mới lắm. Đấy, con này đảm bảo cho bác rất mới nhá. Lưỡi quay im du luôn. Đây bình xăng trắng này, chưa có dọn rửa gì đâu. Con này về đổ xăng đủ luôn này. Đấy, chưa có rửa ráy gì đâu, nhưng mà đại loại nó mới lắm. Cái giật phát nhẹ phát nổ. Đấy. Đấy, chưa có rửa ráy xịt bóng vào đẹp lắm này. Đấy. Con này đẹp, 23cc, nòng 32. Đấy. Đây này. Đây. Mới cứng cựa luôn, thấy không? Mà nổ đanh em nghe tiếng nổ đanh em nhá. Đấy. Con này nói chung là ngon, ok nhá. Đấy. Rất ok nhá. Rồi. Nói chung là toàn máy đẹp nha, các bác hoàn toàn yên tâm nha. Máy ngon lắm. Đấy. Cái con Mazu này 23cc. Mới 90%. Con này con i5 nhá. i5 em tính cho bác con này tính cho 1.2 triệu nhá. Đấy, 1.2 triệu. Tại vì nó còn mới lắm. Rồi. À quên, cho bác lên cho bác mấy con ba lô. Ba lô này. Còn con mấy ba lô cho bác này. Đây. i5, i6 con ba lô, mấy con ba lô cho bác phải tự dọn này. Con này là con ba lô QZ này, Echo QZ, máy con này khỏe nhá. Con này máy 240 này, 240 nòng 34 này. Con này nòng 34 ly này, hiệu Echo này. Ba lô nhá, cần mà. Đấy, con này nhìn còn mới lắm này, hàng bãi mới về như này luôn, mới lắm. Đấy. Dây của nó đây. Đấy, cần của nó đây, cần mềm nó kìa. Đấy. Thì con này thì thế về nó còn vẫn còn ít xăng đây này. Mấy em cũng chưa đổ xăng vào, khả năng con này đổ xăng đổ luôn thôi. Đấy, vú bơm nó cũng gần muốn rách rồi. Đấy, các bác về thay cái vú bơm thì khả năng là chạy thôi. Đấy. Đây. Hơi ngon lắm. Hơi ok. Hơi thì khỏi chê nhá. Đấy, con này hơi rất ngon. Rồi. Con này khỏe nhá. Khỏe. À, nòng 34. Đấy, cần mềm. Đấy, con này con này i6 này. i6 các bác về tự dọn con này nhá. i6 này. i6. Con này em tính cho bác con này 850 về tự dọn. Đấy. Ok này, gọi là tự dọn thì chắc về khả năng đổ xăng đổ luôn, thay cái vú bơm vú bèo này chạy. Rồi tiếp tục này.
Tiếp tục lên cho bác cái con này với là con mới này. Cũng cho bác một con về tự dọn nha. Mà con này nhìn mới lắm này. Con Echo 253. Con này tình trạng nó về nó nhìn về mới 90%. Đây là nhìn bị sang zin này. Đây này. Trắng như này bác biết này, mức độ con máy như thế nào. Đây, trắng không? Đấy. Ốc kia 7 màu này bị rách vú bơm này. Đấy, dây giật con trắng nhá. Đây này, đây này, đây này. Đây, 253. Đây, dây giật trắng phau. Hơi thì khỏi bàn luôn. Con này đẹp lắm, hơi ngon. Mới lắm. Đấy. Hơi mới cực kỳ luôn. Đấy. Đây tay tay lái của nó cần nó đây này. Cần nó nhìn còn không có xước xiếc gì. Đây, nhìn đẹp lắm. Đây này. Đấy, đẹp lắm. Thì con này mới lắm này. Thì các bác về tự dọn nhá. Đấy. i7 này, i7 về tự dọn mà nhìn nó còn mới chát luôn. Đấy. i7 đây nhìn nhìn những cái ốc kiếc của nó này, nhìn mới lắm này, nhìn ốc của máy sáng choàng. Đấy. Con i7 này là Echo 253 nhá. Con này bác về tự dọn này. Con này tính cho bác con này mới tính cho 1 triệu nhá. 1 triệu. Đấy. Ok. Với hàng hiếm có đấy. Rồi. Em lại lên cho bác một con tiếp theo, con này phải nói là mới 90%. Thế hôm trước có bác nào mà hỏi máy Bano Mazu mà hàng đẹp xuất sắc thì đây. Em tìm được một con này phải nói là nó về trên cả xuất sắc. Đây, thứ nhất nhìn bộ tay cầm của nó này. Đấy, tay cầm quá đẹp rồi nhá. Êm. Con này là Mazu bầu sắc lớn. Mazu bầu sắc lớn này, nhìn này. Nó mới phải nói nó mới dã man luôn. Đây này, đây. Đây này, cái này là chưa có rửa riếc gì đâu nhá. Ta nhìn nhìn nóc máy này. Sáng kìa. Chưa rửa đâu nhá. Vú bơm zin nó luôn này, đổ xăng đủ luôn nhá. Đấy. Cái con này nhìn cái dây ga của nó đây, dây ga có bóp trên thân này. Đấy, nói chung là ngon lắm, mới lắm. Đấy. Thế cái dây giật của nó cũng trắng tinh luôn. Đây. Nói chung là 26 ấy, con này 26cc nòng 34 nhá. Không biết là 26 hay 2 mấy nhưng xem kỹ xem nào, có khi này máy to à. Con này là chắc là 26 thôi, 26 261, con này 261 này. Mới lắm, đây là trắng tinh. Này, dây giật này, trắng tinh này. Đây bác bơm xăng nhá. Chung nó nổ rồi, con này đổ xăng nổ luôn mà. Đấy. Đây. Đấy, quấn kìa, quấn cái rát này. Đấy, đây. Đấy. Đây, dưới này quay tít mù luôn. Sướng á. Đấy. Mới lắm. Đây. Ga bóp nha. Đấy. Đại loại thế. Nói chung là mới phải 90%. Đấy. Bình xăng nó nhìn làm to đùng luôn. Bác dùng phát bao giờ hỏng đây là nhìn thấy nóc máy sáng chưa. Đấy nhá. Quá mới nhá. Đấy. Không phải nó phét luôn. Không lúc này bảo về rửa lên rồi nhìn nó mới nhá. Không phải nhá. Về nó như y chang gì luôn. Đấy. Đó. Quá tuyệt cú mèo nhá. Rồi. Nói chung thì mới, nói chung hàng về lâu lâu mới có con mới này chứ không phải con nào mới như này đâu. Đấy. Nên là đi mới đây. i8 này, i8 này siêu mới nhá. 26cc nòng 34 ly này còn tum rời luôn này. Đấy. i8 này, con này em tính cho bác con này nói chung mới dã man luôn. Con này tính cho bác 1 triệu cứ tính cho 1.7 triệu nhá. Đấy, 1.7 triệu. Đấy bác cứ thêm 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện vào, về 1.8 triệu. Rồi, thì tiện đây thì em lên nốt cho bác cái con máy tiếp theo là một con máy dòng siêu VIP, đó là con Mitsu TL26. Cũng ba lô luôn. Đây, TL26 ba lô đây, con này này. Đấy chế thì hai kim quân bờ rồ nguyên bản nó rồi. Đấy. Đấy. Hình thức máy thì đây, đấy, khá là êm, khá là ok. Đây. Nói chung là mấy cái máy ba lô này thường thường nó ít xài lắm. Đấy. Em hoàn toàn yên tâm nhá. Đấy. Ok, đấy tay cầm nó đây, cần nó đây. Đấy. Hơi thì khỏi bàn luôn, hơi ngon. Hơi ngon lắm. Đây là trắng này. Con này nó phải tự dọn nhá. Con này nó về đang bị cứng vú bơm, cứng ngắc luôn. Đấy, đây, cứng. Nó về thay vú bơm thì chạy đây. Đấy. Con i9 nhá. i9 TL26 i9 này. Con này tính cho bác 1.7 triệu nhá. Đấy các bác về tự dọn. Ok. Còn bác nào mà không biết dọn thì thêm 100k bên em dọn ngon lành cho. Là 1.8 triệu. Đấy ok. Thì i9 này, i10 này.
đấy em lại tiếp tục chuyển sang chỗ này nhá. Thì em lên cho bác con tiếp theo này, lên cho bác cái con tiếp theo này, con máy phải nói là siêu đẹp luôn. Đây, con máy này nó là cái con máy thuộc dòng Tanaka. Tanaka, con này nhìn quá đẹp rồi. Tanaka 2500, con này nòng 34 ly các bác nhé, nòng 34 ly, rất là máy to đấy. Đấy. Tanaka dòng này dùng quá là ngon luôn. Đây, dòng Tanaka này này, dùng ngon lắm, chạy sướng cực kỳ. Mà con này nó còn mới nhá, nó còn mới 90%. Đấy, chế thì là chế tay đũa này, nguyên bản nó luôn. Dòng này chạy thì siêu bốc luôn. Hơi này, đấy, dây giật trắng này. Đấy, ngon lắm. Đây, kéo này bơm xăng. Đấy, đổ đanh cực. Đấy, bác thấy không? Đổ đanh lắm. Đây. Cần mới lắm. Con này nòng 34 nhá, mới lắm. Đấy, nó con này dùng sướng cực kỳ luôn. Nhưng dòng Tanaka này chạy chất, rất là trắng. Con này thì khó chơi luôn. Quá êm. Nòng 34 nhá, lưu ý nòng 34 ni. Con này siêu ngon luôn. Ôi giời. Nòng 34. Con này. Con Y10 nhá. Con Y10 con này là nòng 34 này. Y10 con này còn đẹp lắm. Y10. Con này tính cho bác 1.2 triệu nhá. Để bác cứ thêm cho em 50.000 phí ship và 50.000 phụ kiện vào. Tổng về nhà 1.3 triệu. Đấy, máy nòng 34. Mà dòng này chạy ngon bốc, lợi xăng. Tiếp theo này, em lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo thì em lại lên cho bác một con thuộc dòng siêu VIP. Con này là con Mitsu TL 231 235 G235M. Đấy, Mitsu nhá, Mitsu TL đấy. TL 231. Xài chế One Brazil 2 kim, né đổ, tự động. Đây. Chụp giật trợ lực. Bình xăng nhìn còn trắng đẹp này. Đấy, cái vừa mới dọn lổ xong nhá. Chưa có kịp vệ sinh gì đâu. Đấy, đây. Đấy. Nhìn ok nhá. Đấy, thế là. Thế mai em sẽ thêm cho bác cái tay lái nữa là ok. Thì con này có trợ lực thì bác cứ kéo nhẹ nhàng nó nổ thôi. Đây, cứ kéo này. Đấy, nó nổ thôi. Máy chạy rất ngon nhá. Đấy. Đấy, chứ cứ có trợ lực cứ kéo nhẹ nó nổ. Đấy. Đấy, rất là ngon nhá. Rồi. Rồi. Quá ok. Con này thì ok, ngon tuyệt vời. TL 23, dòng siêu đắt, siêu VIP. Y11 nhá. Y11 này. Con này em tính cho bác con này 1.4 triệu. Đấy. Thì bác cứ thêm 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện, tổng về nhà 1.5 triệu. Ok. Rồi tiếp theo này. Mày đi ra chỗ khác đi. Tiếp theo này. Em lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con này, phải nói là nó mới 90%. Con này con Mazuyama. Mazu này là Mazu 20cc, nòng 30 ly này. Con này bình xăng bình trước nhìn còn trắng này, vỏ nó vẫn còn bóng bóng này, bác nhìn bộ bóng này. Đấy, cái con này là nó hàng bãi mới về nó như này nhá, thì em đổ xăng thì thấy nó cũng đổ luôn. Đấy, mà cái con này mới lắm này. Đấy, nhìn này. À, tay cà bóp này. Đấy, tay cà bóp xịn luôn. Đấy, lưỡi vẫn còn kìa. Đấy, nói chung là nhìn máy nó niền nạc lắm. Đấy, cái con này thì thấy nó đổ xăng đổ luôn. Đấy, hơi thì khỏi chê, hơi quá ngon luôn. Bực dây còn trắng này. Đấy, thấy không? Đấy. Đấy, con này thì cứ bơm xăng kéo lên hẳn lên, cho hơi ít xăng thì nó lổ luôn. Đấy, vừa cái tay này, con này ngon nhá, đảm bảo ok cho bác này. Đấy. Thế tại vì là nó vướng cái lưỡi kia nó hơi nguy hiểm mà. Đấy, thành ra là đấy, ok nhá. Đấy, con này mới lắm này, mới 90%, ga bóp hệ luôn. Đấy, nói chung là hàng là siêu mới. Con Y12 siêu đẹp nhá.
Con này em tính cho bác, con này 1 triệu 1 nhá. Đấy, tính cho 1 triệu 1. Đấy, các bác cứ thêm cho em 50.000 phí ship và 50.000 phụ kiện rồi, tổng là 1.2 triệu. Máy phải mới 90%. Cái dòng Mazu này dùng ngon này bác biết rồi. Đấy. Ok này. Em lại lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo em lên cho bác một con Tanaka. Con Tanaka này 21210 made in Japan. Tanaka này là Tanaka chân trống nhá. Tanaka chân trống, dòng này dùng nổ đanh lắm này, mà dùng sướng cực kỳ luôn. Đấy, đây. Đây, nhìn này, chân trống này. Đấy. Con này nhìn đẹp liền lạc lắm. Đây này, tay lái này. Ở trên nó vẫn còn một cái lưỡi kìa. Đấy, bác nhìn thấy không? Đây, đây. Cái dòng này thì nổ nó siêu đanh thì bác biết rồi, siêu đanh luôn. Đây thì em có thể nổ cho bác xem luôn. Thì con này về tình trạng của nó là đổ xăng nổ luôn, không phải làm gì cả. Hơi quá ngon. Đấy. Ngon lắm. Đấy, lưỡi kìa. Đấy, thấy không? Êm cực. Nổ đanh nhá, thấy không? Nổ rất đanh luôn. Con này ngon lắm này. Hơi quá ngon. Nói chung máy liền lạc nhìn đẹp lắm. Đấy. Ok. Đấy, con này bao ngon nhá. Mẹ tiếng nổ đanh lắm. 21cc, con này nòng như 31 ly. 31 ly, dùng gia đình thì quá ok. Dòng này dùng ngon lắm. Đấy. Con này i13 nhá. i13. Con này em tính cho bác con này 1.1 triệu nhá. Đấy, 1.1 triệu luôn. À, tính cho 1 triệu đi, bán cho nó nhanh. 1 triệu đi, bán cho nó nhanh. Đấy. i13 1 triệu. Tiếp tục. Thì bác cứ thêm 50.000 phí ship và 50.000 phụ kiện vào nhá. Tổng về nhà là có 1.1 triệu thôi. Quá rẻ. Tiếp tục này. Đây em lại lên cho bác một con tiếp theo, con này là cũng là máy khỏe nhá. Lòng 34 ly luôn. Con này này. Con này nó là dòng Tanaka tủ ong. Đấy, Tanaka tủ ong 252 này. Đấy. Dòng này dùng cũng ok luôn, dùng ngon. Tanaka tủ ong. Đây, nhìn nó giống giống kiểu tủ ong mà Tanaka. Nó có này lòng 34 nhá. 25cc lòng 34. Đây, nhìn này. Đấy, thấy không? Trong này dùng ngon, chế tay đỏ tiết kiệm xăng. Sướng. Đấy. Nó nhìn nó to lắm, nhìn to dã man luôn. Đây tay cầm đây. Đấy. Ok này. Dòng này tiếng nổ nghe nó cũng phê luôn. Đấy, đặt phát nổ luôn. Dòng này dùng sướng lắm. Cái con này nó có trợ lực nhé, cái giống kiểu trợ lực ấy, cứ kéo nhẹ, kéo này, cứ kéo đây này. Đấy, ngon lắm. Con này đảm bảo rất ngon cho bác nhé. Đấy, cực kỳ ok luôn. Cái con này là cái chụp giật nó làm to này, nên là giật nó cảm giác nó rất là sướng, nhẹ, giật nhẹ, đấy, sướng. Thấy không? Chúng con này bao ngon cho bác nhá. Máy lại khỏe nữa cơ. Đấy, Tanaka tủ ong. Có đi 14 nhá, dòng Tanaka dùng sướng lắm. I14. Con này em tính cho bác con này cũng 1.1 triệu luôn. Đấy, lòng 34. Tanaka tủ ong, lòng 34. Rồi, tiếp tục này. Em lại lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con này, phải nói là nhìn nó thấy là đẹp dã man luôn. Con này là con Mazu Yama. Mazu này là Mazu 20. Lòng 30 ly, nhưng mà tình trạng của nó còn mới 90%. Đây hàng bãi mới về nó như này luôn. Đấy, bên em chưa có rửa trước gì đâu. Bình xăng nhìn còn trắng này, vỏ nhìn còn bóng bóng này. Đây này, nhìn còn bóng bóng này. Đấy, thấy không? Tùm tiếc trắng phau luôn. Nói chung là rửa lên đẹp lắm. Đấy. Thì con này thì nó bị đứt dây xăng này. Nó không bị đứt dây xăng là đổ xăng khả năng đổ lổ luôn đấy. Đứt dây xăng này. Đấy, đang nghẹt bô luôn. Nó giống kiểu nghẹt bô. Đây. Đây kìa, nghẹt bô này. Đấy. Con này thì ok, bao hơi bao điện cho bác nhá. Đấy. Đấy. Hơi ngon lắm chắc. Nghe nhiệt bu. Đây bây giờ trắng tinh. Đấy. Giống nhiệt bu nhá. Đấy. Con này thì đẹp rồi, nhìn đẹp mới. Thì con này tính cho bác con i15, i15 đấy bác về tự dọn nhá. Gọi là tự dọn thôi nhưng mà khả năng về thông cái bu thì là ok thôi. i15 mấy cả thay cái mấy cái dây xăng dây xiếc là xong.
Con này tính cho bác à, con này đẹp tính cho con này 1 triệu nhá. Đấy, 1 triệu. Đấy, tính cho 950 đi. 950.000. Đấy bác nào không biết chọn cứ thêm 100k bên em chọn ngon lành cho. Về chỉ việc xài thôi là 1.050.000. Đấy là ok. Đấy, thì máy thì bao đẹp cho bác yên tâm. Rồi em lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác một con này, máy này là thuộc dòng dòng hàng hệ đắt tiền đây. Con này nó con Kawasaki TH26 nhá. Con này nòng 34. Đấy tặng thì Kawasaki dòng TH là dòng đắt nhất rồi. Ở đây nó ghi là Isuzu nhá, nhưng mà máy này thực chất của nó là máy Kawasaki. Đây. TH26 này, 026 này, tum nhôm nhá, tum nhôm. Đấy. Nhưng màu này hơi bạc tí này. Cái này là chưa xịt bóng vào đâu, xịt bóng vào nó chuyển cái màu rất đẹp nhá. Này 026 này. Đấy. Ok. Đấy, tay cầm zin nguyên bản là thế này luôn. Đây. Cái này hơi chắc cực kỳ luôn. Bực 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 bực. Êm du luôn. Êm lắm. Êm dã man luôn. Đấy. Thì con này đổ xăng đổ luôn các bác nhá. Hú bơm zin nó vẫn còn này. Đổ xăng đổ luôn, lốc máy sáng choang. Đấy. Chưa có rửa ráy gì đâu. Nhìn đẹp lắm. Nhìn du luôn. Con này ngon nhá. Con này đảm bảo cho bác rất ngon. Mà nhìn máy nó còn rất ok. Bình xăng nhìn trắng này. Đấy. Máy liền lạc lắm. TH26 nòng 34. Con I16. Con này em tính cho bác 1.600.000 nhá. Đấy, các bác cứ thêm 50.000 tiền phí ship và 50.000 phụ kiện vào. Tổng về nhà 1.700.000. Máy này thì bao chất cho bác luôn. Ok. Tiếp theo này. Tiếp theo nên cho bác con này nhá. Con này thì là cái con máy nó cũng thuộc dòng rất là nổi tiếng, đó là con Mitsu TB23. TB23 đấy. Con này nòng 32 ni nhá. Đấy. Đây. Con này nhìn bóng cũng khá là bóng bẩy đẹp nhá, cũng khá là ok đấy. Đấy. TB23. Đây nó như này luôn, nguyên bản nó như này luôn. Đấy. Thì nói chung là ok. Con này thì cũng khá là ok. Đây quay cho bác xem luôn. Bơm xăng kéo lên các lực luôn nhá, luôn để nhẹ phát nổ luôn đấy. Con này ok nhá, đấy tắt máy này. Con này cứ kéo là chưa hết lực nó đang nổ rồi đấy. Rất dễ nổ nhá, nó có trợ lực mà rất dễ nổ. Con TB23 nhá. Con này TB23 nó dòng này dùng sướng lắm. Ok. Con I17. I17 này. Con này em tính cho bác triệu tính cho 1.1 nhá. Đấy bác cứ thêm cho em 50.000 phí ship và 50.000 phụ kiện vào. Tổng về nhà 1.2, Mitsu TB23. Rồi. Tiếp tục này. Thế tiếp tục em lên cho bác cái con này cho bác về tự dọn này. Con này nó con Echo. Echo 253 bình xăng trên. Con này hơi rất là chắc luôn. Bình xăng bể thì bên em thay cho bác cái bình xăng mới nhá. Bình xăng mới. Đấy, bình xăng lớn bể. Thì con này thì đây, hình thức nó đây. Thế con này thì bác về tự dọn nhá. Đấy, ok, 253, dòng bình xăng trên này dùng sướng lắm. Thích cực kỳ. Đấy, tay cầm zin nguyên bản nó đây này. Đấy. Con này hơi thì khỏi phải bàn luôn. Hơi thì bác không chê được luôn. Hơi quá ngon luôn. Đây, hơi này. Hơi chắc lịch luôn. Đây là con trắng này. Đấy. Đấy, hơi ngon lắm. Rồi, hơi bao ngon nhá, bao hơi bao điện cho bác luôn. Hơi thì quá tuyệt vời. Con I18. I18 con này tính cho bác 950.000 nhá. Các bác phải tự dọn. 950.000, các bác phải tự dọn. Đấy, dòng này dùng trâu lắm này. Ngoài bình xăng trên này dậy sướng lắm. Đấy, nhìn nó rất đẹp. Ok. Tiếp theo này. Tiếp theo nên cho bác một con tiếp theo cho bác nhá. Con này nó là con máy Echo. Con này Echo 235. Echo 235. Đây. Con này là Echo 235 nhá. Đây.
235 nòng 32 ni. Dòng này thì chắc là rất là quen thuộc bác rồi. Đấy, chế chiếc thì nó là nguyên bản. Thì con này được cái hay của nó có trợ lực này. Trợ lực to, chế vú bơm nguyên bản. Đấy. À, trên vẫn còn cái bát cước kìa, chạy phép khéo luôn. Đấy. Quay tít mù. Được nhá, con này còn ok nhá. Đấy. Tắt máy này, lại này. Đấy. Ok. Đấy. Chạy được nhá. Đấy. Echo 235. Con Y19. Con này trợ lực luôn. Con tính cho bác triệu nhá. Đấy, bác cứ thêm cho em 50.000 phí ship và 50.000 phụ kiện vào. Tổng ở nhà 1.1 triệu. Echo 235. Fusit đấy. Rồi tiếp tục đây. Em lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo lên cho bác cái con này về có về tự dọn này. Con này nó là một cái con máy thuộc dòng Mitsubishi nhá, TB23. TB23. Đây, nó có về nó nguyên bản, nó mẫu nó như này này. Đấy, về là như này. Đấy, chế thì là one bezel 2 kim nguyên bản luôn, chế ngang ngang. Đấy, thì nó về nó như này. Đấy, con này thì nói chung là rửa lên thì bác về tự dọn rửa lên nó mới đẹp nhá. Tay cầm nó tay cầm lớn này. Đấy, trên vẫn còn một cái dao này. Đây ở đây nó ghi là BC24 luôn này. Máy 24 đấy. Đấy, khá là khỏe. TB Mitsu. Con này trợ lực luôn, hơi này. Hơi rất ngon nhá. Hơi bực bực luôn, đây giật còn trắng này. Bao hơi bao điện nhá. Đấy, con này nó có bị rách vú bơm chứ con này nếu mà không rách vú bơm là đổ xăng đổ luôn này. Đây nhìn nó còn ướt ướt này. Đấy. Nói chung là mấy cái giờ nhìn máy ướt ướt mà là nó bị rách vú bơm thôi. Con này khả năng thể thay vú bơm mà chạy rồi. TB24. TB23, 23 24 đấy. Nó ghi là 24 trên cần ghi 24. Rồi. Mitsu nhá, TB24. Đấy, con này các bác về tự dọn nhá. Con Y20. Y20 này. Con này em tính cho bác con này 1.1 triệu luôn. Đấy, các bác phải tự dọn. Ok. Tiếp theo này. Tiếp theo lên cho bác một con máy thuộc dòng Mazuyama nhé. Con này tình trạng về nó siêu mới luôn. Đây, tình trạng hàng bãi mới về nó như này luôn. Đây, cái này là bị bẩn thôi. Nhưng mà nhìn máy mới lắm. Thứ nhất là nhìn tem tiếc này. Nhìn bình xăng trắng phau. Bình xăng zin trắng. Con này rửa lên đẹp lắm này. Dòng này là Mazu 20 nha, nòng 30 ni. Dòng này gọi là dòng Mazu sắc lớn đấy, nhìn nó rất là to, máy mặc dù máy 20. Đấy. Dòng này dùng bền sướng lắm này. Đấy, tùm. Này, mình sẵn tay ga bóp hẹ luôn. Đấy. Thế con này tình trạng của nó thì là dây giật còn trắng này, về đổ xăng nổ luôn. Đây. Dây giật hơi chắc lịch luôn. Đấy. Đấy, đổ xăng nổ luôn nhá. Máy hơi tốt lắm. Con này sướng dã man luôn. Rồi, quá ngon nhá. Đấy. Rồi, cái con này là hơi rất chắc nhá, máy còn ngon đấy. Đấy, ok. Rồi. Con này máy đẹp đấy. Con này thì bác là lấy máy rửa xà bông sạch sẽ cho. Con Y21. Y21 này. Con này em tính cho bác 1.050.000 nhá, 1050. Tại vì máy còn mới lắm. Đây là nhìn bù con đen xì. Tiếp theo. Tiếp theo lên cho bác một con máy Hitachi nhá. Con này Hitachi nó ghi là 23cc. Con này nòng 32. 32 33 đi, đại loại con này nhìn to đấy. Bình xăng nhìn trắng này. Bình trắng đẹp lắm, này. Trắng. Bình xăng trắng này. Màu sắc của nó đây. Màu sắc của nó Hitachi, nó con này đẹp tay ga bóp hẹ luôn. Đấy, nói chung còn mới lắm. Mấy cái con này thì nó nhìn nó mới lắm các bạn. Đấy, mới lắm. Đấy. Con này nhìn mới này. Đấy, tôi thật là có trợ lực luôn nha. Đấy. Đấy, các bác bơm xăng này. Kéo nè lên tí. Cái này ga lên một tí là nổ luôn. Đấy. Cái này để ga lên tí là được. Đây, ga lên tí bắt là được, chạy luôn. Đấy. Đây.
ngon nhá. Đấy, tại vì để gác đi hơi thấp ấy. Đấy. Con này gà bóp hẹ luôn. Chế quần bờ rồ chứ to luôn. Đấy. Nói chung là con này nhìn liền nạc đẹp lắm. Cho lực luôn. Đấy. Ok nhá. Rồi, ok. Con này đẹp nhá. Con Y22. Con này em tính cho bác con này 850 nhá. Đấy. 850, ok chưa? Đấy. Ok, tiếp tục này. Em lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con này phải nói là nó rất là mới. Nó rất là mới nhưng mà cái con này nó có độc đáo ở chỗ là nó có chỉ có đề không thôi, không có giật lổ gì cả. Đấy. Rồi. Cái con này nó là con côm đề, côm nguyên đề không. 2350 HB. Nguyên có đề không thôi, không có giật lổ gì. Đấy, mà nhìn nó còn mới lắm, nhìn nốc còn sạc choàng, chưa có dầu mỡ gì luôn. Đấy bác nhìn thấy không? Đấy, made in Japan. À Genoat Komatsu đóng đốc luôn. Đấy. Chế thì là chế nguyên bản nó là chế này luôn. Đấy. Đây. Nhìn nguyên bản chế này luôn. Nó bị rách cái vú bơm. Con này nhìn mới lắm này. Đây này. Nhìn mới cứng luôn. Chưa có rửa giấy đâu, nhìn bóng bóng này. Đấy, đây là hộp đà đây này. Pin đà hộp đà thì đây này. Đấy. Đây. 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 Đấy. Thì con này thì bác về đấu pin về cho nó chạy nhá. Đấu pin cho nó chạy. Thì cái này thì ngon đấy. Con này ngon, ok đấy. Mà mới lắm. Không thì bác về là bác nào thích thì chế lại cái giật lổ là ok. Con này đảm bảo cho bác rất ngon nhá. 2350. Đấy gà. 2350. Thì con này nòng còn sáng choang này mà. Đấy nhìn đẹp lắm. Đấy. Ok. Đấy, con này là Y23. Y23 là cung đề, nguyên đề không. Y23. Đấy con này thì đấy bác cứ yên tâm là bên em bao hơi bao điện cho bác nhé. Hoàn toàn yên tâm. Đấy các bác về chỉ gọi là đấu pin đấu bủng và hoặc là chế tăng giật thừa tùy các bác, hoặc là kiếm được cái giật lổ tùy, hoặc là đấu pin. Đấy thì con này là tính cho bác à, con này tính cho triệu. Đấy, triệu. Đấy, ok. Tiếp theo đây, Y23, Y24 này. Y24 lên cho bác con này mới quá rồi, không phải chê được cái gì điểm gì của con này. Con này phải nói là tình trạng của nó mới 90%. Con này là con Mazu Gamma, tình trạng quá mới quá đẹp. Đây. Nhìn mới quá này. Quá đẹp luôn. Máy này, lại này. Cái này hơi quá ngon rồi. Đó. Con này nó con Y24. Con này là Mazu 20cc, thằng 30 ly. Con này tính cho bác 850. 850. 850.000. Y24. Ok. Y25 này. 25 thì em lại lên cho bác cái con này cho bác về tự dọn nhá. Con này khá là ok luôn. Con này là con Mazu Yama 23cc. Con này là hay ở chỗ là chụp giật trợ lực thả nổ này, to này. Với thứ hai là con này tung rời luôn, bốn ốc chốt. Đấy. Cần tung rời luôn nhá. Đấy, tay cầm tay kiếc nữa nhá. Ok. Đấy, thì con này các bác phải tự dọn nhá. Đấy, bên em cũng kiểu nó cũng chưa có thời gian mà dọn này. Nên các bác phải tự dọn nhá. Đấy. Hơi này. Đấy, hơi ngon đấy. Pực. Đấy. Đấy, nói chung là hơi ngon đấy. Đấy, nó... đấy ok. Đấy, yên tâm. Con Y25. Y25. Con này nhìn khá là niền lạc đấy. Y25. Con này em tính cho bác à, con này cho bác về tự dọn nhá. Con này tính cho 950 về tự dọn. 950. Đấy, về tự dọn. Ok. Thì con bác nào không biết dọn mà thích con này thì cứ thêm 100k bên em dọn ngon này nhá. Là 1050. Đấy, ok nhá. Rồi tiếp theo này.
Tiếp theo em lên cho bác một con máy thuộc dòng Tanaka nhá. Đây, con Tanaka. Đây. Chính là cái con này. Con này là Tanaka, nhìn rất đẹp, Tanaka chữ A. Đấy, đẹp ạ. Con này nhìn là bình xăng còn trắng mới này. Đấy, ok này. Đấy, Tanaka nói chung là dòng này dùng thì ok, dùng rất là ngon, ổn định. Đồ đạc thay thế thì nhiều. 22cc, nòng khoảng 31 ly. Đấy. 31 ly. Cái con này thì nó rất dễ nổ thôi. Cái dòng này thì nó cũng nói chung dễ dùng, dễ xài. Ai cũng có thể dùng được, mà giá cả thì nó phải chăng. Đấy, đây. Công tắc đây. Đấy. Nói chung dòng này dễ dùng lắm, dễ dùng, dễ xài. Ai cũng dùng được. Đấy, cái con này là con I26. I26 này. Con này tính cho 800k. Đấy, các bác về xài luôn thôi. Thì cứ thêm 50.000 phí ship và 50.000 phụ kiện rồi. Tổng về nhà có 900k thôi. Rất gì. Máy nguyên bản nguyên zin luôn nha. Thì tiếp tục này. Em lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái một con này cho bác về tự dọn luôn này. Con này là con Mitsu TL23. TL23. Đấy, chế thì Wanberzo 2 kim nguyên bản nó luôn. Đấy. Đây, tung rời luôn nhá. TL23 tung rời luôn. Đấy. Đấy. Nói chung máy ok. Mai thêm bác cái tay lái nữa là ok rồi. Bác về tự dọn nhá. Hơi con này ngon luôn. Hơi rất ok nhá. Hơi rất ngon. Đấy. Đấy, rất ngon nhá. Đấy. Thì con này là cho bác về tự dọn này. Con I27 này. I27. Con này em tính cho bác I27. Con này tính cho 1.3 triệu nhá. Bác về tự dọn. Rồi, ok. Mitsu TL23. Tiếp theo này. Tiếp theo em lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo thì lên cho bác một con thuộc dòng Mazu đi. Này là Mazu 20cc nòng 30 ly. Con này tình trạng nhìn còn bình xăng bình chiếc nhìn trắng này. Ok này, hàng bãi mới về như này luôn nhá. Đấy. Đây, đây tay cầm nó như đây, như này. Đấy, thấy chưa? Cái con này thì ok này, hơi rất ngon luôn. Hơi quá tuyệt vời luôn, dây giật trắng tinh. Đấy. Con này rách vú bơm này, rách vú bơm này. Thì cái này khá về thay bơm thì chạy thôi. Hơi ngon tuyệt vời luôn. Con Mazu nhá. Con này là con I28. I28 này. Các bác phải tự dọn này. Con này tính 850 nhá. Các bác phải tự dọn. Ok. 850 phải tự dọn này. I28 này. I29 này. I29 nên cho bác cái con này rất là đẹp nhá. Con này là một cái con đây, nên cho bác cái con này Tanaka đi. Đây. Có một con Tanaka này nổ ngon lành, bác về chịu xả thôi. Con này Tanaka chữ A. Đấy, chụp giật trợ lực to. Đấy, nói chung là nhìn đẹp nhá, nhìn rất long lanh luôn. Đây. Con này máy 24. 24 hay 27 nhỉ? Xem nào. Con này máy 24 này, 24cc. Nòng 33 ly thì phải. Dòng này to đấy, nòng 33 ly. Chạy rất khỏe. Đây nhìn nó rất niềng nàng nhá. Đấy nhìn tay lái tay niếc. Đấy. Ok này. Thì nó rất dễ nổ thôi. Đây có thể quan sát xem. Con này hơi ít xăng nên là thành ra nó cái bơm xăng vẫn chưa được lên. Đây, lên xăng lên rồi này, bây giờ xăng phụ đây này. Đấy. Thế các bác cứ bơm bắt buộc phải lên xăng nhá. Lên xăng phụ này này thì nó mới nổ được. Còn bác bơm mà không xăng lên, xăng không lên thì không nổ được. Đấy. Đấy. Công tắc thì đưa về vị trí này. Chưa căng lắm. Cái dây giật trắng tinh này, con này rồi cái dây giật trắng tinh. Đấy.
Con này ok đấy. Trợ lực này. Rồi. Đấy, con này thì bao ngon. Mới lắm, đây đặt còn trắng tinh. Y29. Y29 con này máy 24 nhá. Nòng 33 ly. Con tính cái 800. Đấy. Ok. Y30 này. 30 lên cho bác con này nhá. Cái con này thì là cái con thuộc dòng máy là ZB 2370 này. 2370. Đấy, thì cái con này là tình trạng của nó là hàng bãi mới về nó như này, nhìn rất đẹp nhá, nhìn rất mới luôn. Rất giật con này còn trắng tinh này mà. Đây, trắng nõn luôn này. Đây, chưa có rửa ráy gì đâu nhá. Đấy, bên em chưa có rửa thì mà rất giật trắng này. Đấy. Nhìn trắng lắm mà mới, 23cc. Đấy, con này dị rách vú bơm này, có phải thay vú bơm khả năng là chạy thôi. Đấy, cái dòng này nó bán đa số nó mới lắm. Đây. Mới cực kỳ luôn. Đấy. Thì nó bị rách vú bơm nhá. Đấy, có phải thay cái vú bơm thì khả năng nó chạy thôi. Này, hơi quá ngon. Đấy. Con này thì mới lắm này. Y30. Y30. Con này em tính cho bác con này tính cho 850. Đấy. 850 mới 90%. Rồi tính cho 800 đi, bán cho nhanh. 800, có phải tự dọn nhá. 800. Ok. Tiếp theo. Mà lên cho bác con tiếp theo nha. Tiếp theo lên cho bác cái con này là một con Mazu nhá, Mazu bầu, à Mazu Mazu vuông 20cc, nòng 30 ly. Con này tình trạng hàng bãi mới về nó như này luôn nhá. Như này luôn này. Đấy, này. Tum nhôm luôn này. Đấy. Mazu vuông tum nhôm. Đấy. Đây, nó trên nó vẫn còn một cái bát cước lên này. Đấy. Cái con này thì tình trạng của nó thì về là đổ xăng đủ luôn nhá. Con này đổ xăng đủ luôn. Này, quay cho bác xem. Đây, dây giật còn chắc tinh. Đây, đây. Đây. Đấy, rất quay tít rồi. Đấy, quay tít mù luôn. Đấy, ngon lắm. Ngon tuyệt vời nhé, con này ngon lắm. Trên vẫn còn cái bát cước cho bác kìa. Đấy. Sướng lắm, con này sướng lắm này. Dòng này chạy bốc ra sướng lắm. Tắt máy. Đấy, tắt máy đây này. Công tắc nằm dưới cùng như này. Màu đỏ này. Đấy. Con này thì bao ngon cho bác này. Tùm nhôm. Dòng Mazu vuông này chạy thì chất nừ luôn. Quá ok nhá. Sướng lắm, con này dùng sướng lắm. Phê nổi mắt rồi. Mazu vuông. Y31. Con này tính cho bác con này 1 triệu nhá. Đấy. Bác phải xài luôn thôi, mai bên em rửa xà bông sạch sẽ cho. Là ngon, ngon này cành đào. Ok. Rồi tiếp tục đây. Em lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo em lên cho bác cái con này là một con ZB cho bác về tự dọn. ZB con này cũng 2370 luôn. Đấy 2370. Đấy, các bác về tự dọn nhá. Đấy. Con này là 23cc nòng 32, con này tình trạng về này. À này cũng chưa rách vú bơm nhưng mà cũng hơi rách rách. Đấy vẫn còn bơm xăng này, bơm xăng được này. Đấy. Mà đại loại anh chưa đổ xăng nên là cũng không biết. Hình như xăng của nó zin có vẫn còn đây này. Biết có lổ không? Em công tắc này. Phải bơm xăng căng cơ, còn ít quá. Đấy. ZB. Ôi dây giật còn trắng này. Trắng phau luôn. Đẹp nhá. Rất sướng nhá. Đấy. Đấy, nói chung là các bác về chỉnh kỳ căn chỉnh lại mới thêm xăng thêm cộ vào nhá. Chạy ra. Sướng nhá. Cái này không ăn là điện đó là ngon lành. Đấy, điện đó ngon lành nhá. Không no gì. Đấy. Đấy. Đấy, con này ngon lành cho bác nhá. Nếu các bác về cứ căn chỉnh lại tí là ok thôi. Y30, à Y32. Con này em tính cho bác con này... tính cho 800k. Đấy. Ok. Ok nhá. 800k. Rồi tiếp theo đây, Y32, Y33 này. 33 là con này nhá. Thì con này thì là cái con S-Tin của Đức nhá. Con này máy chất lừ luôn. S-Tin này gọi là S-Tin sắt này. Dòng này dùng sướng lắm. Đấy. S-Tin sắt 24cc nhưng mà con này khỏe bằng 26 luôn. 24 tung rời luôn. Đây tung rời 4 ốc chốt này, màu xanh.
Thằng ét tin này dùng thì chất thì siêu siêu chất luôn. Đấy. Con này vú bơm zin. Con này vú bơm zin nó luôn nha. Đấy. Nói chung là đấy, nói chung ok, dòng này chạy khỏe lắm. Hơi thì khỏi phải chê luôn. Hơi ngon. Đây, con này khởi động hơi lâu, hơi thì ngon rồi. Nhưng mà cái chế này khả năng cũng hơi khó dùng đấy. Nếu mà cần thiết thì mai bên em sẽ lên cho bác chế ga ngang nha. Thế này hơi khó dùng đấy. Cái này cũng khó dùng lắm. Mai lên chế ga ngang các bác. Các bác lấy mai lên cho. Con này bao ngon đấy, nhưng mà phải lên chế ga ngang dùng mới được. Còn không thì bán nguyên cho bác này về. Thực ra thì con này nó đã nổ sáng, thợ làm nổ rồi. Nhưng mà nó kiểu chế nó chưa được ngon cho lắm. I33. Con này nếu mà là nên chế ga ngang ngon lành thì tính cho bác con này là 1 triệu. Nên chế ga ngang thì tính cho 1.2 triệu nhá. Đấy, 1.2 triệu. Tính cho 1.1 triệu đi, là nên chế ga ngang ngon lành cho bác đấy. Thế bác cứ thêm 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện rồi, tổng của nhà 1.2 triệu. Đấy. Đó, ok. Rồi, cho nên bác con cuối cùng. Cuối cùng thì cái con này nó là cái con máy thuộc dòng Mazuyama. Con này 22cc này, 22cc. Cái con này tình trạng của nó là về đổ xăng đủ luôn. Đấy. Máy con mới đổ xăng đổ luôn. Đấy, chưa rửa giấy đâu nhá. Đây, đây, đấy, nhìn nó sáng sủa lắm. 22cc, đấy, trên nó còn cái lưỡi kìa. Thế cái con này thì là đổ xăng đổ luôn thôi, chả có gì cả. Chạy lực luôn. Đây các bác bơm xăng. Kéo lên xuống. Đấy. Đấy. Đi ra đổ xăng đổ luôn, lưỡi quay cũng đủ. Cái này thế thì mai bên em sẽ xem lại kỹ cho bác con này chạy ngon lành thì gửi nhá. Đấy, ok. Đấy, cái con này thì con i34. Con này em tính cho bác 700k. Đấy. Thì sẽ xem lại kỹ càng cho bác nhá. Bác cứ thêm 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện rồi. Tổng về nhà là 800. Ok. Video đến đây đã dài thì mà xin kết thúc video tại đây đi. Các bác mua hàng liên hệ với em theo số là 0973 nhá, 931442. Rồi, cảm ơn các bác xem video.